Mình xin ra mắt giới thiệu một trân phẩm quý. Đó là một cái tô, hay người miền Bắc gọi là chiếc bát. Trong lòng nó có người xưa người ta khắc làm dấu, có chữ các nổi. Và đề tài của nó là đề tài vẽ Mai Cài Thọ, một trong những món đồ vẽ xuất sắc, rất là đẹp. Em sẽ quay tận cảnh và chi tiết để cho tất cả các bác xem. Ngày xưa người ta vẽ cây mai với chữ thọ là một trong những cái biểu tượng là vẽ trường tồn, bởi vì cây mai nó biểu tượng cho mùa xuân, sự tươi mới và sự trù phú sinh sôi nảy nở. Mùa xuân thì chim muông và ong bướm hay tề tựu về sum vầy. Và chữ thọ, mùa xuân người ta hay chúc nhau về sức khỏe, và kể cả chữ, và chữ thọ là biểu tượng cho sự trường tồn, về sức khỏe, về sự bền bỉ. Thì người xưa người ta muốn thả hồn, người ta muốn vẽ những cái ý nghĩa như thế này để biểu tượng sự trường tồn, về cái lúc nào cũng như mới, cũng lúc nào cũng trăm hoa đua nở, lúc nào cũng như sắc xuân. Đó, thì hôm nay em cũng xin gửi đến cho tất cả mọi người xem những cái trang phẩm mà của triều đình nhà Nguyễn. Hiệu hai chữ Ngọa Ngọc, chữ nhỏ Gia Đồ. Đường kính rất là lớn. Đường kính của nó là 18,5 cm, và đi kèm vào đó là một cái bản cam kết chuẩn cổ cho tất cả những món đồ cổ mà em giao thương mua bán. Đấy, rất rõ và minh bạch, và bảo hành chuẩn cổ cho một món đồ. Thì các bác khi mà mình muốn sở hữu hữu duyên một món đồ cổ, hoặc là mình mua ở đâu bất kể một cái cổ vật hoặc là một món đồ nào, thì nó có nguồn gốc rõ ràng, cũng giống như là một cái tem phiếu bảo hành. Đấy, thì bên em thì giao thương thương mại lấy cái chữ tiếng làm đầu. Thì các bác nào mà có nhu cầu sở hữu thì cứ alo cho em. Đó, từng hiện vật cho những cái món đồ này đều chuẩn cổ hết. Bác nào có nhu cầu sở hữu thì cứ alo cho em nhé, qua số điện thoại 0387 513887. Em xin giải đáp mọi thắc mắc và cũng như là trao duyên những món đồ cổ cho tất cả các bác trên toàn quốc.